Xin chào các bác nông dân. Hôm nay mình xin giới thiệu một sản phẩm cực kỳ hữu ích cho vườn cây ăn trái. Phaos 112 Gold ATT. Phaos 112 Gold ATT là loại phân bón đặc biệt giúp cây ăn trái của các bác phát triển khỏe mạnh, ra hoa kết trái nhiều hơn. Vậy sản phẩm này có gì đặc biệt? Đầu tiên, Phaos 112 Gold ATT chứa nhiều phospho giúp rễ cây phát triển tốt, hấp thu dinh dưỡng hiệu quả. Nhờ vậy, cây sẽ khỏe từ gốc đến ngọn, ra hoa và đầu trái đều. Thứ hai, sản phẩm còn có các vị lượng như kem, sắt, mangan giúp cây tăng sức đề kháng, chống chọi với sâu bệnh và thời tiết xấu. Đối với cây ăn trái, đây là điều rất quan trọng để đảm bảo năng suất và chất lượng trái. Cách dùng Phaos 112 Gold ATT cũng rất đơn giản. Các bác chỉ cần pha lượng phân vừa đủ với nước rồi tưới đều quanh gốc cây. Nên sử dụng thường xuyên theo hướng dẫn trên bao bì để cây hấp thu tốt nhất. Lưu ý nhờ khi sử dụng các bác nhỏ đeo găng tay và khẩu trang để bảo vệ sức khỏe nhé. Và để sản phẩm xa tầm tay trẻ em để đảm bảo an toàn, hãy thử dùng Phaos 112 Gold ATT cho vườn cây của mình. Các bác sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt. Để tìm hiểu thêm thông tin và mua sản phẩm chính hãng, các bác truy cập trang web Derplant.vn nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Chúc các bác có một vụ mùa bội thu. Hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Tạm biệt.